một hai ba lên. Ô vô, ô vô. Bắn xong rồi mới dựng. Ôi ôi nó giật. Nguy hiểm quá. Cẩn thận chú ơi. Gió lớn quá cả nhà. Thấy thương quá cả nhà. Ồn á, bé giật mình, đang làm nhà ở ngoài á. Bé giật mình. Gió nó hơi mạnh. Sáng giờ là giống như gió lốc đó. Em bây giờ thấy cái xe chưa? Dạ em thấy. Thấy hả? Cái xe đó là tôn với sắt. Dạ. Đó. Của hai căn nhà luôn. Dạ. Hai căn nhà nha. Hôm nay thấy là tin chưa? Dạ em tin. Dạ em tin. Ơi trời ơi, khóc nữa hả? Thôi nín nha. Nín bắt dựng nhà mới cho con nha. Trời ơi. Ồ, có nhà mới mà khóc gì? Có nhà mới mà khóc gì? Trời ơi. Em bây giờ xách tôn á, mình xuống ngay đó được không? Dạ được anh. À xuống ngay đó luôn ha, tại đây chỗ này có con nít á. Sợ nhiều khi tụi nó nghịch á, mấy đứa bé nó nghịch rồi nó nguy hiểm. À, anh để xuống dưới đó luôn nha. À. Sau bác cảm ơn tấm lòng vàng của các anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em cảm ơn anh Cường Kha cũng như là Mạnh Thường Quân. Cảm ơn em Quang Tùng, nhóm thiện nguyện Quang Tùng cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân bên nhóm Quang Tùng đã... Sau khi mà biết những cái hình ảnh mà em đăng tải về hoàn cảnh khó khăn của bà con miền núi thì đã mở tấm lòng vàng gửi đến bà con hai căn nhà. Phải nói là khi mà nghe tin thì bà con rất là vui luôn cả nhà. Đây là toàn bộ khung sắt này. Đó. Mỗi một bên là một căn nha cả nhà. Bác sẽ chia ra. Đây là cái khu vực chân núi nè cả nhà. Thì sau những cái căn nhà của họ đằng phía đằng xa kia là núi rồi. Ở đây là chân núi cho nên nó rất là hoang vu luôn. Nó rất là nắng luôn cả nhà. Khu này nó không có cây cối gì mà kiểu như cây to á để mà nó có cái bóng mát cả. Cây nó nhỏ chút chút không à, cho nên là rất là thương các bé luôn. Cẩn thận nha. Tôn sắt rồi này kia rồi, cẩn thận. Đẩy ra luôn. Thở bác làm quen rồi. Dự kiến mà dựng hai cái căn nhà cho bà con đó thì sẽ trong khoảng thời gian một tuần nha cả nhà. Một tuần lễ sẽ dựng xong hai căn nhà cho bà con. Do là căn nhà này Mạnh Thường Quân dựng lên á, là có xây nền, có làm nền cho bà con nữa, cho nên là cái tiến độ nó hơi lâu nha cả nhà. Nặng quá.
Ôi trời ơi. Để bên đó luôn hả? Để đây luôn đúng không? Em ơi, ái ơi, ra đây anh hỏi tí. Bây giờ tôn dựng ở đây á, tối mình vắng được không? Tối mình coi nha. Đây là toàn bộ tôn của hai căn nhà đó. Nha. Trông coi không cẩn thận mất miếng nào là nhà hở miếng đó đó nha. Anh hỏi xíu nè, hôm nay thấy thực tế anh chở tôn chở sắt tới đây rồi, nhìn tận mắt rồi, vui không em? Dạ có. Có nghĩ là mình sẽ nhận được một cái món quà ý nghĩa từ Mạnh Thường Quân, một món quà lớn như thế này khi mà anh tới anh quay không? Có nghĩ không? Có nghĩ đến không? Bây giờ đang vui quá không biết nói gì hả? À, bên này mình sẽ dựng một căn. Dạ. Và ở bên kia thì mình sẽ dựng một căn. Là hai căn nhà. Dạ. Mạnh Thường Quân gửi tặng gia đình mình em nhé. Dạ. Hưng ơi, chuẩn bị có nhà mới vui không con? Dạ vui. Vui ha. Con thích ở nhà mới không? Có hả? Bé rất là ngoan luôn cả nhà. Con bé nhỏ này nó lúc nào cũng điệu vậy hả em? Dạ. Ngủ rồi hay gì ạ? Ngủ mà mình thả xuống là nó khóc. Ờ. Mấy mẹ con ăn gì chưa? Giờ mới ăn xong. Vừa mới ăn xong? Dạ. À, hôm nay ăn món gì? Canh mướp. Canh mướp hả? Dạ. À, mướp hái ở đâu? Sau nhà. À, có trồng mướp sau nhà. Dạ. Trời ơi, đây hình ảnh của mấy mẹ con này cả nhà. Chồng em biết tin chưa? Chồng em biết tin anh tới anh dựng nhà chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Đi làm có điện thoại liên hệ không? Dạ không luôn. Không có điện thoại liên lạc hả? À, chắc đợt này về chồng bất ngờ lắm ha. Nhiều khi về không nhận ra nhà mình nữa, tưởng đi lạc. Hỏi con gái tí coi. Con gái ơi, hôm nay có nhà mới con vui không? Chuẩn bị ở được nhà mới vui không? Dạ vui. Vui hả? Con thích ở nhà mới không? Con thích. Con thích hả? Con thích ở nhà bên nào? Bên này hay bên kia? Hai căn nhà mới là... Thích ở căn nào? Nhà này. Nhà mới là thích rồi ha. Rồi, à, dễ thương quá. Hai chị em rất là ngoan luôn. Giống nhau lắm cả nhà. Còn bé này bé nhỏ hơn nè. Anh Lồng bây giờ cũng đang phụ bác thợ xuống sắt. Cái này là mình chưa cắt hả? À, khi nào làm mới cắt hay sao á? Thợ tới cắt đúng không? Để vô trong luôn. Để đó cho nó êm. Để đó được, để nó chốc được mà.
Hôm nay xuống tôn mà gió quá cả nha. Gió lớn xuống tôn nguy hiểm quá. Phải chờ cho nó gió nó nhẹ bớt. Nãy giờ bác thợ chờ cho gió nó nhẹ bớt thì mới dám xuống tôn cả nhà. Không mà rất là nguy hiểm nha. Gió ở trên núi này cả nhà biết mà mỗi lần gió mạnh á là nó quật ghê lắm. Cái này bác thợ phải quen mới dám làm chứ nhiều khi những cái này cũng không dám cho anh Đồng phụ nữa cả nhà. Cái nào phụ được là phụ thôi. Cái nào bác cần thì bác kêu phụ. Chứ làm không quen nhớ mày nó nguy hiểm. Cả nhà thông cảm nha. Không phải là không muốn phụ bác đâu mà nhiều khi những cái này nó nguy hiểm, tôn nó nguy hiểm. Có phụ thì nói tụi em nha. Tháo ra đi, tháo ra đi. Cho nó xuống đó luôn hả? Cái dài này cho xuống dưới đó luôn hả? À dạ. Hay để bên kia. Gió bay hả? Không, gió lốc sợ lắm. Đúng rồi. Để chặn lên chứ không gió nó bay á. Này gió lớn quá. Dạ đúng rồi, nguy hiểm. Dê vòng nó kia đi, dê vòng nó kia đi. Dê qua bên kia. Yeah. Bây giờ dạ đúng rồi, nít đông sợ lắm. Giờ bác thợ bác sẽ vòng qua bên kia nha. Tôn dài quá. Tôn này có mái luôn đó cả nhà, cái mái che cho nên là khá là dài luôn. Tôn này. Ồ gió to quá. Cẩn thận nha bác ơi. Khoảng bao nhiêu tấm anh? Cái đó còn mấy tấm nữa. Ở trên này còn mấy tấm nữa? 3 tấm. Không nổi à. Tôn này với cái tôn ngoài kia cũng là tôn lặn đúng không? À tôn lặn hết toàn bộ hả? Dạ. Tôi lặn cho bà con ở cho mát cả nha. Tội nghiệp mấy bé nhỏ nóng lắm. Rồi xuống luôn. Gió quá. Xuống đây. Bà kéo xuống luôn. Rồi, đẩy đầu này xuống. Dạ đúng rồi. Rồi, quá đẹp. Như vậy là ở đây sẽ là 1-2 miếng. Dạ 3, 4, 5, 6, 7, 8 miếng. 8 tấm. Bên kia 8 tấm luôn hả? Bên kia 8 tấm, bên này 8 tấm. Là 10, dạ, 16 tấm tôn. Cái này là mái ở trên đúng không hả? Mái trên. Cái này là hết chiều dài của nhà luôn đúng không? Hết chiều dài. Ra tới cái mái xanh luôn này. Mái vòm trên. Cụp xuống vậy. Cụp xuống, dạ. Gió tạt. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn bác thợ nha. Hôm nay quay trở lại thăm cái tiến độ dựng nhà cho bà con cả nhà. Sáng nay số bác quay trở lại thì phải nói là rất là nắng luôn. Rất là nắng và gió rất là lớn luôn. Nên là cái công cuộc mà dựng nhà cho bà con gặp rất là nhiều khó khăn cả nhà. Gió quá bây giờ mấy bác thợ không có dám làm.
Bây giờ mình vào mình xem coi là cái tiến độ như thế nào nha. Đây là cái vắt này cả nhà. Đó, tôn này là bằng tôn lặn hết nha cả nhà. Tôn lặn, tôn hoa sen hết nha. Dạ, con chào bà. Dạ. Thì cái vị trí mà dựng nhà cho bà con đó, cho em gái và em ái đó, thì ở đây là một căn này cả nhà. Ở chỗ này là một căn, và cái khu vực bên kia sẽ là một căn nha. Đây là các bác thợ đang hàn mấy cái khung này, hàn mấy cái khung sắt. Gió quá anh hả? Gió lớn quá. Dạ, em ở đây rồi, em khi nào mà xong nhà, bàn giao nhà thì em mới đi. Chị ở đây tiếp với anh em chiều nay dựng luôn cho gọi cái nhà này trong ngày nay luôn á. Dạ. Có mua rồi anh. Không mua là kể như đói đó. Dạ. Cái này là đang hành khung chú hả? Dạ, đang hành khung. Hành xong rồi đem thiết vô bắn luôn. Dạ. Ủa cái ấy rồi, cái chai xịt đâu rồi? Mình dựng lên rồi mình mới đổ nền hả anh Cần? Tại vì bây giờ nó khó cái vấn đề nền này nè. Tại vì anh tưởng đâu là nhà, thí dụ hai vợ chồng có hai người đàn ông này nọ tiếp làm nền được. Còn bây giờ tức là anh sẽ quyển chuyển dẫn lót nền, nhưng mà có thể là làm đơn giản không chừng. Lên cho cái mặt nền nó có nền mắt gặp thôi. Nhưng mà cái nền nó cao lên nha anh. Nhưng mà chắc có lẽ là lên là không nổi rồi. Tại sao vì ở đây nó quá cứng, đào không được. À. Đào không được là cái thứ nhất. Dầu mà bây giờ gặt mua sẵn rồi bây giờ bán lên trên gì không? Mặt chiếu trên trên hết. Bây giờ nếu mà lên cao á, ở đây thì một là gió quá, cái thứ hai không có người đổ nền, không, đất ở đây thì có mà bây giờ không có người đổ nền. Phải chỉ trong nhà hai người đàn ông mà tiếp được cái phần đó thì ở đây nó dễ. Thì bắt buộc thôi, bây giờ mình cứ làm bằng như vậy chừng nữa. Thí dụ trong nhà người ta muốn lên cao đó, gạch vẫn còn đó. Yeah. Thì chừng nữa người ta quyển chuyển làm sao. Nhưng mà cái móng chân nhà là mình phải chôn xuống chứ, đúng không? Phải đóng xuống chứ. Chừng nữa anh làm anh... Gió kiểu này, gió lớn lắm, nó lóc đi sao? Anh dẫn hàng sắt ở dưới, bắt đầu yeah. Cán xi măng lên. Đúng rồi. Dạ. Nói chung anh thi công coi làm sao cho nó chắc chắn cho bà con giúp em nha. Còn cái việc mà nền á là anh trao đổi lại với phía Tùng nha. Rồi cái đó để anh nói, tại vì này vấn đề này anh nói được. Dạ, trao đổi lại với bên Mạnh Thường Quân giùm em nha. Dạ. Tại vì Mạnh Thường Quân anh cũng đại diện luôn. Dạ, cái này tại vì em không có quyết định cái này. Cái này Mạnh Thường Quân quyết định hết toàn bộ. Theo như anh thợ ảnh chia sẻ đó cả nhà, thì đúng ra là các anh sẽ đào móng và làm cái nền cho bà con. Nhưng mà ở đây đất nó rất là cứng. Thứ nhất là đất nó rất là cứng cả nhà. Cái thứ hai nữa là bây giờ đội thợ đó thì không có cái phương tiện để mà đào xuống. Nên là bây giờ vẫn làm nền cho bà con nha cả nhà. Vẫn làm nền nhưng mà sẽ làm ở cái mặt trên và đào trụ xuống dưới thôi. Thì các bác thợ sẽ tính làm sao á để cho cái nhà nó bảo đảm chắc chắn khi mà ở đây phải hứng chịu những cái cơn gió rất là mạnh nha cả nhà. Em nhờ anh hết đó nha. Có gì coi nó cái tình hình nó làm sao là làm kỹ giùm em cho bà con nha anh. Rồi. Dạ dạ. Ở đây anh làm cũng tùy theo cái điều kiện kinh phí này nọ để mình làm. Đúng rồi. À, bên này đi qua bên này anh. À, sau đó mời cả nhà qua bên này xem nha. À, bên này là cái khung cửa sổ này. Này là cái khung cửa sổ nha cả nhà. Đó, thì cái khung này á, cái cửa sổ nó sẽ có cái mái ra. À, cái mái nó sẽ ra cái mái tầm khoảng bao nhiêu đây này.
để mà bà con có thể mở ra mở vô, có cái cửa nha, mở ra mở vô để lấy cái gió, cái gió ở đây nó tạt vào nhà cho nó mát. Có thể đây là cái miếng, cái miếng hồi nãy cắt ra này đó, miếng tôn này là miếng tôn cắt ra bén lắm nha. Rồi gạch bên này thì cũng sẵn sàng rồi, gạch đổ nền làm nền thì cũng sẵn sàng ở đây rồi. Xi măng này cũng sẵn sàng ở đây rồi này, cát với xi măng này cũng đã sẵn sàng hết ở đây rồi. Mình sẽ vào mình trò chuyện với gia đình tí nha. Đâu có cái cuốc ở đây nữa, cuốc này chắc của bà con. Giờ đào móng nha, chỗ nào đào móng? Chỗ bữa nay đào móng luôn à. Chỗ nào đào móng để anh đào này, anh cuốc vài cái coi. Trời. Trời. Cuốc một cái em. Em, anh trò chuyện với em tí nè. Em quay qua đây anh trò chuyện tí coi. Hôm qua vui quá bệnh luôn hả hay sao? Quay qua đây coi, quay qua đây coi. Hôm qua, hôm qua Xuân Bắc lo quay á, cũng không có biết em sau khi mà rồi em quay qua đây nói chuyện với anh tí nè. Hôm qua khi mà biết Xuân Bắc tới dựng nhà và thấy tôn chở tới rồi gạch chở tới, em vui quá, vui quá mà bịt luôn, tới giờ đang sổ mũi nữa nè cả nhà. Vui quá em hả? Dạ vui chứ. À. Con canh nhà vui quá bình luôn. Hồi nào giờ có nghĩ là mình sẽ được một cái căn nhà như vậy không? Dạ chưa. Chưa nghĩ tới mình sẽ có căn nhà vậy. À. Hôm qua làm sao mà vui 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 thôi chứ sao bịch luôn vậy? Em không biết đâu. Hôm qua thấy chú nói là khóc xong rồi vô nằm luôn hả? Có cái căn nhà cho mấy bé chui ra chui vô cho nó khang trang tí, ở nó không bị gió mưa em ha. Mấy bé nô đùa trong cái nhà nó có cái nền đó, nó cũng mát mẻ hơn. Anh này bữa trước anh quậy lắm nè. Bữa nay xuống muối luôn. Con chào cô nhá. Dạ. À, cái thời gian thi công á cả nhà thì theo như các bác thợ nói đó, thì ngày hôm nay sẽ dựng xong một căn nhà, dựng xong cái phần khung đó cả nhà, cái khung của một căn. Thì ban đầu dự tính cái tiến độ thì trong khoảng một tuần sẽ dựng xong hai cái căn nhà cho bà con nha. Sao còn xong rồi kêu đi đón hay gì nó về. À về sáng giờ mới nhỏ anh gì chưa em? Dạ sáng có ăn mì. À sáng có ăn mì hả? Mì bữa trước anh gửi hả? Dạ. À vậy xin phép hai anh em đi đón. Em đi có công việc em đi đi ha. Đón mấy nhóc đi học về, mấy bé đi học về cả nhà. Rồi con ăn gì đó? À cháo cho bé hả? À cháo bột thường quá, bé nhỏ xíu à. Đang ngủ. Rồi cả nhà thân thương ơi, bây giờ Xuân Bắc sẽ tiếp tục cập nhật đến cả nhà cái tiến độ hoàn tất hai cái căn nhà cho bà con như thế nào nha. Rồi đi qua đây. Chú ơi, cái nhà bây giờ dựng là mình có phải dời cái căn nhà này đi không? Có phải dỡ cái căn nhà này đi không? Anh Cần ơi, bây giờ mình dựng cái nhà, có phải dỡ cái nhà này đi không? Không, không, nó
Không luôn hả? Không luôn. Cái vị trí từ đâu? Từ đây vô chổng luôn. Từ từ cái mép này luôn hả? Ừ. Sát bên này luôn hả? Đúng rồi. À sát bên cái canh này luôn. Ừ, sát bên đó đây thẳng vô chổng. À thẳng vô trong kia luôn. Dạ. Tính 16 mét vuông mà bây giờ là đáng sẽ là 32 mét vuông. 32 mét vuông. Ừ. Ngang 4 dài 8. Ngang 4 dài 8. Dạ. Đổ cột không? Như vậy là sẽ không có dỡ cái căn nhà cũ của bà con nha cả nhà. À, sẽ để lại cái hiện trạng nhà cũ cho bà con sử dụng được luôn. Và xây dựng một cái căn nhà mới cho bà con ở. Bắn xong rồi mới dựng. Ôi ôi nó giật. Nguy hiểm quá. Cẩn thận chú ơi. Gió lớn quá cả nhà. Gió lớn quá nó quằng tôn đó. Giữ đèn đồng giữ cái đó cho gió nó khỏi quần. Ngày nay là xong một căn luôn chú. Xong. Nhưng mà chưa đổ nền đúng không? Chưa. Dạ. Gió quá. Gió quá mấy bác thợ cũng rất là vất vả khi mà di chuyển những cái tấm tôn cả nhà. Dữ á, nó bay tôn nó quần á.
ngay phía trước mặt cả nhà đang xem qua màn hình nhỏ, đó là toàn bộ công trình thi công hai căn nhà cho bà con miền núi nha cả nhà. Và những cái căn nhà của bà con đó thì hiện tại bây giờ đoàn quyết định, số bác cũng thống nhất cùng với các bác thợ là giữ lại những cái căn nhà của bà con, giữ lại để bà con sử dụng, đang còn sử dụng được thì bà con sử dụng nha cả nhà. Còn khi nào mà bà con ở thì vào trong hai cái căn nhà mới để ở. Đây là cái khu vực chân núi cho nên nó rất là nắng luôn cả nhà. Gió lớn nắng, đúng là miền đất Ninh Thuận đầy nắng và gió cả nhà. Cái này xíu mình cắt hả anh? Cái này mình tí mình cắt đúng không? Đúng. À. Cái nhà của mình là nó có cái mái ra không anh? Có. À, nó có cái mái ra luôn đúng không? Dạ. Dạ. À, đây là anh làm cái máy ra đúng không? Dạ. Cả nhà có nhìn có hình dung ra cái hình thù của cái nhà không cả nhà? Đó, đây là cái mái đổ ra này. Từ cái vách này này xuống dưới kia nó là khoảng 8 mét nha cả nhà. Ngang thì là 4 mét và dài là 8 mét, 32 mét vuông. Gió quá, cả nhà thấy gió lớn không? Gió rất là lớn luôn. Cái đó là cái trụ của cái máy luôn anh hả? À dạ. À, số mắc mời cả nhà xem qua cái căn nhà của họ ở trong này nhé. Đó, quay lại những cái hình ảnh để mình chia sẻ đến cả nhà. Chỗ này là chỗ các bé ngủ này. Đó, đây là nhà của bé Ái nha. Bé Ái, em của bé Gái. Cả gia đình tập trung ngủ ở đây. Nó hơi ồn đó, bé giật mình. Ở đây có bé nhỏ đang ngủ này. Thấy thương lắm luôn cả nhà. Ở ngoài thì cắt tôn đó, cho nên nó hơi ồn. Bé nhiều khi bị giật mình đó. Ôi ơi,
để cho bé ngủ nha cả nhà. Thấy thương quá. Đó, đồ đạc để lung tung trong nhà hết cả nhà. Không có chỗ này họ treo đồ. Con vô chăm em đi. Vô chăm em kìa, vô ru em đi. Con gái ơi, con gái học lớp mấy rồi? Lớp 2. Con tên gì? Con tên Lanh. Con học lớp 2 hả? À, con mới đi học về hả? À, giờ bây giờ về là ru em ngủ. Ngoan quá. Bé thấy thương cả nhà ha. Con ru em đi nha. Ru em giật mình á. Rồi con vô đi. Nhà toàn bé nhỏ thôi. Bây giờ cô cho heo ăn hả? Con heo bữa mới mua nhỏ xíu đúng không? À dạ. Cái này là cơm heo. Dạ, con đi ra con coi con heo cô tí nha. Sao bác mời cả nhà đi ra coi chú heo con nha. Chú heo con của gia đình tí. Heo này là bữa trước cô nói là mình được từ thiện cho hả? Dạ. Mạnh thường quân cho. À, Mạnh thường quân cho tiền mua con heo này. Mua tới nay là được thời gian bao lâu rồi cô? Một tuần nè. À, một tuần nay rồi. Bữa cô nói là mua nhiêu con quên rồi? 600 đó. 600. 600 hả? À. Nó heo đó đó. Dạ. Nó ở tút ở trong á. Khó thấy quá. Nó đâu rồi? Đó đó đó. Ê, nó ở trong đó cả nhà. Tại vì cô làm cái chuồng nó hơi kín. Nhỏ xíu à. Để số bác đưa cái máy vào trong này nha. Mới quay được. Đó. Em heo em chút xíu à. Hình như chưa đói hay gì á. Heo rừng á. Chào em heo nha. Đó rồi. Dễ thương á, nhìn chút xíu dễ thương cả nhà. Chuồng này là cô đóng hả? Cô tự làm cái chuồng này hả? Ừ. À, cô làm cái chuồng này đẹp quá ha. Cái chuồng này mình làm trong bao lâu thì được cô? Lâu chứ. Có 2 ngày hả? 2 ngày hả? Ừ. À, 2 ngày đi chặt cây về mới làm xong cái chuồng. Ừ. Dạ. Con heo mua tới 600 ngàn cả nhà. Tính ra là cũng cao ấy chứ. Ừ. Dạ. Thích chăn nuôi đó. Dạ. Hoàng Hân Quân cho tiền cho cô đó 1 triệu đó. Cô thích nuôi heo. Dạ. Mua gà nữa, gà 510 con. 510 con. Heo nữa là 600. Tại vì Hân Quân cho 1,5 triệu đó lúc đó. Gà là 510 con hả? 10 con gà hả? Dạ. Gà một con 50 đó. À. Rồi có mua gà không? Mua. Gà đâu? Gà nó đi ăn rồi. À, thả trong vòng hết đó. Hả? Gà đó đó. À, gà chút xíu vậy thôi. Ừ. Cô mua mấy con gà? À, 10 con. Mua 10 con gà. Ừ. Dạ. Để mình chăn nuôi cô ha. Ừ. Phải cô. Ngàn hơn quân người ta cho đó khoai ăn. Dạ. Thích nào mua chăn nuôi cái nào là mua cái đó. Đợt này có bò nữa. Nuôi thêm bò nữa nha. Tại vì không có tiền, vẫn công nhận là thích chăn nuôi mà không có tiền. Tại vì tiền á không phải là nếu cô sức khỏe. Bò ở đây thì mình mua bao nhiêu một con cô? Chưa biết hả con à? Không biết hả? Ừ. Hồi nào giờ không mua bò, không có bò nên không biết hả? Ừ. Không biết giá. Không biết giá. Dạ. Ừ.
Mình thích chăn nuôi mà không có tiền mua. Dạ. Tại vì Mạnh Thường Quân sau khi mà biết hoàn cảnh gia đình của mình ấy, gửi đến gia đình mình hai con bò. Hai con bò rồi hai cái nhà. Cô vui không? Vui. Dạ, mơ ước thành sự thật rồi ha. Hôm qua là mất ngủ luôn hả cô? Hôm qua mất ngủ luôn thiệt hả? Thức coi vật liệu hả? Thấy đâu, nó mừng quá chứ. Mừng quá không ngủ được. Thường quá. Mơ ước ngoài đó là mừng quá rồi mà. Mừng quá rồi. Không ngủ được. Tại vì nó Nhưng mà mình mừng quá, mình mất ngủ một đêm thôi nha cô. Mất ngủ 2-3 đêm mà sức đâu chịu nổi, mới bệnh về. Tại vì hôm á, đi coi cái xác này sợ người ta ăn trộm đó. Hôm á. Sợ ăn trộm hả? Ừ. Sợ ăn lấy trộm sắt đúng không? Ừ. Đó, đêm cô đâu có ngủ đâu. Dạ. Thật tờ đêm đêm sáng luôn. Thấy cho sữa nó ấy à. Vậy là hôm nay cô sẽ mất ngủ thêm đêm nữa. Là tại vì hôm nay là sắt đang còn. Con kệ nó. Kệ nó. Kệ nó. Thức mấy đêm cũng được hả cô? Được chứ. Nhưng mà con đang lo sức khỏe cô chưa có được khỏe lắm á, mới bệnh viện về đấy. Dạ cô giữ sức khỏe nha. Mình mừng nhưng mà cũng phải giữ sức khỏe. Này. Này. Này lại ăn không? Đi thay nước kim kia kìa. Cô vui quá mà cô ngủ không được luôn cả nha. Người đồng bào họ khi mà biết tin Mạnh Thường Quân gửi cho họ, tặng họ cái nhà và tặng cho họ những cái con vật như con bò, con heo, con gà để họ chăn nuôi cả nhà. Họ rất là mừng. Họ mừng tới nỗi mà họ bệnh luôn. Rồi họ mất ngủ luôn cả nhà. Con gái cô là bệnh luôn. Hôm qua mừng quá khóc xong bệnh luôn. Dạ. Thương quá. Coi như là gia đình mình lần này nhận được món quà lớn từ Mạnh Thường Quân cô ha. Vừa có nhà này, rồi hai căn nhà luôn. Rồi vừa có bò này. Dạ. Rồi đợt trước là mình cũng được Mạnh Thường Quân ở tập khác, những cái tập trước của các đoàn từ thiện, người ta tặng cho heo, gà là mình cũng đầy đủ cô ha. Gia đình mình cố gắng chăn nuôi để mình có cái công việc làm hàng ngày này, mình cũng có thu nhập cô ha. Dạ. Con đang ăn gì đó hả? Ăn cái gì mà nước muối chảy tùm lum? Ăn cháo hả? Cháo của em bé. No chưa? Con no chưa? No rồi hả? Ngoan quá. Xong hai căn rồi mới làm nền. Dựng xong hai căn rồi mới làm nền nha. Để xem các bác thợ xây dựng cái vách này lên như thế nào nha cả nhà. Một, hai, ba, lên. Ôi vô. Ồ vô. Ồ vô ta. Vô luôn, vô luôn. Anh Đồng với chú tiệm đang đưa cái trụ trống vô nha cả nhà.
Đỡ gió, đỡ gió. Bây giờ phải cột dây để trụ lại nha. Rồi không sao anh, không sao. Trèo lên luôn hả? Trèo lên luôn. Ôi trời. Trèo luôn trời. Chấm trên không chấm. Chấm đó hộp khó lập. Có bẻ ra cây dưới nữa nè. Không, cái giữa đó không có giỏi. Cái giữa đó tạo thở lên rồi này. Đúng rồi, nó có dây nó chịu rồi. Bây giờ anh tiếp cái lại. Đây nó bê nhưng mà chịu cái này lại rồi. Mày cái này hả? Không, để đồ cần ống nhẹ cho ống chê. Bên đây cho ông giỏi, ông qua bển này bển nó chắc hơn. Ra ra bên nóc nhà cho nó giỏi. Bây giờ chú cứ ấy đi, chú nói ông ra ông nhả cái dây ngoài á, cho nó ngã vô lại. Thì nào mở dây kêu mở dây ông mở vô cho nó ngã vô. Này nó giỏi hả? Rồi hai anh em đưa nó làm nó giùm nha. Đưa ra bờ bên trên đâu. Bờ đâu? Máy hả? Bờ đưa lên trên đỡ lên trên đó. À. Cẩn thận nha bác thợ. Cao quá. Bác thợ ràng chơi hết rồi, dàn như bên kia rồi. Được chưa bác thợ? Bên năm đi nhá. Bỏ. Ôi bỏ ra tới. Ôi. Rồi bắt mẹ. Ôi. Chân luôn mày. Trời ơi, phải chặn tôn chứ. Chặn cái đầu tôn chứ. Cho mé tôn rồi chứ. Thôi chịu thôi chứ sao giờ. Cũng còn hên đó. Trời ơi, người ta có biết đâu người ta. Bởi vậy người ta mới biết thì nói chi. Cầm cái anh đó. Mém bò giảm tôn rồi. Không biết đâu anh ơi, người đồng bào họ không biết đâu. Người ta đâu biết tôn chắc tôn mỏng sao đâu. Rồi làm vô luôn. Đầu này lên trước không? Đầu nào lên trước? Hai đầu lên một lượt thôi. Đâu biết rồi, nhưng mà khuôn nào gió nó rồi hàn luôn. Rồi kéo nữa. Rồi. Anh đừng kéo, anh
cho nó ngã theo đi, anh đang giờ cái kiểu dây thôi. Thả ơi, dây. Nơi dây á, nơi dây á. Rồi, để anh nghĩ lại, anh nghĩ lại, nghĩ dây lại. Nơi dây để hành bên này. Được chưa? Kéo lại đi, chú kéo lại đi. Giữ cái này. Rồi, 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 rồi. Nè, rồi đi. Rồi đó. Rồi, rồi, được chưa? Đừng có giật, đừng có giật. Rồi, ông Hàng bên đâu, lỡ rồi, Hàng bên đâu. Đấy rồi, nó hở rồi. Rồi, 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 rồi. Lại bẻ, cây tao bẹt mạng cái. Rồi, 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 rồi. Căng thẳng quá cả nhà. Do là gió lớn á, gió lớn cho nên là gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề mà dựng nhà cả nhà. Gió lớn quá. Phải sát mới được chứ. Cái hướng này nó hắt nắng em ha. À. Hai mẹ con giờ ngồi ngoài đó cho đỡ nắng. Hồi trưa giờ bé có ngủ được tí nào không em? À vậy hả? Trời ơi, thương quá. Cái hướng nhà của mấy mẹ con đó cả nhà. Cái hướng này nó hắt nắng này. Cho nên là mấy mẹ con không có nằm trong này được. Nó hắt nắng mà tới trong này luôn này. Không có che được đó cả nhà. Cho nên bây giờ họ phải nằm ngoài này này. Họ đi ra ngoài này, họ nằm đằng sau nhà này cả nhà. Số mắt tình cờ thấy mình quay chia sẻ đến cả nhà. Đang nằm đây này. Sao che mặt rồi? Mắc cỡ. Ngủ trưa em hả? Đau đầu hả? À. Nắng quá em phải ra đây em nằm cả nhà. Nằm ngay đằng sau nhà như này này. Mấy mẹ con luôn. Tội quá. Ngủ được không siêu quậy? Ngủ được không? Có ngủ được không? Đau đầu hả em? Mệt hả? Dạ. Còn nửa tiếng nữa là hoàn tất nha. Xong cái khung sườn. Bây giờ căn nhà đã cứng cáp rồi cả nhà. Đó, khung trước khung sau rồi. Lan trước lan sau cũng được đưa lên đây này. Từ từ. Cái đó lan dưới hả chú? À lan dưới. Dạ. Bít luôn. Dạ. Đẩy cái kia ra tí đi, đẩy cái chân nó ra tí. Cẩn thận ơi, mới mắc thở ơi. Cả nhà thông cảm nha, tại vì thi công lần này của mấy bác thợ đó gặp gió trên núi á, ngăn trở rất là nhiều cả nhà. Cho nên là rất là khó trong cái vấn đề mà dựng những cái vách nhà lên. Gió nó tạt. Rất là nguy hiểm nữa. Mùa này ở Ninh Thuận là gió rất là lớn nha cả nhà, khi mà đi lên núi nha. Rồi. Vô luôn.
Cái này là cái vách sâu hả chú? Vách sâu. Từ 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 từ. Từ từ cẩn thận. Rồi vô luôn. Quá đẹp. Cô đi vô tham quan nhà coi. Dạ. Chuẩn bị hình thành rồi nhé cô. Căn nhà chuẩn bị hoàn thành cái phần khung rồi nè. Cô thấy nhà rộng không? Rộng nha. Đẹp lắm à. Đẹp không cô? Hả? Đẹp không? Đẹp nha. Giờ thấy ước mơ mình hiện hữu sự thật rồi, cô vui không? Vui, mừng. Mừng cô ha. Dạ. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con nè. Cảm ơn nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Rất rất nhiều. Một cái nhà cô em hoặc là cô này. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Hôm nay cô khỏe chưa? Khỏe rồi, bất rồi. Vui là có niềm vui là mình cũng nhanh hết bệnh cô ha. Dạ. Cô thức cả đêm cô không ngủ luôn cả nhà. Bây giờ cô nhìn thấy cái nhà dựng lên như thế này rồi này. Cô đi ra đi vô cô xem. Cô thấy nhà rộng không? Rộng. Đó, rộng rãi lắm à. Rộng rãi. Cảm ơn Hoàng Hân Quân năm cho mình đó. Đẹp lắm chứ. Nhà cao không? Cô thấy nhà cao không? Cao. Cao. Ừ. Vừa cao mà vừa đẹp cô ha. Ừ, vừa cao vừa đẹp. Cô đi vô trong này nè. Cô đi vô trong này cô nhìn nè. Dạ. Thương cô quá cô không ngủ được. Lại cô hồi hộp cô đi xem cái nhà được dựng lên như thế nào á cả nhà. Chỗ này cô biết cái chỗ cô đang đứng là cái gì không? Cái chỗ cô đang đứng là cái sân. Đó. Làm cái mái hiên ra này cô nè. Cái mái hiên ra cô thấy chưa? Dạ. Chỗ cô đứng là cái sân nè. Cái sân cũng được trả lát nền luôn cô nha. Dạ. Rồi, cháu ra. Đẹp lắm à. Đẹp không cô? Đẹp chứ. Đẹp chứ. Ông không không rẻ nữa chứ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Ông nó làm cái nhà cho mình á. Cho con cho cha mình ở. Đông ra luôn mà. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều cô ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều chứ. Dạ. Một cái nhà nó đẹp lắm nè. Tốt rộng rãi nữa chứ. Rộng rãi nữa. Rộng rãi nữa chứ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Nhìn cô vui. Gia đình cô vui. Vui vẻ, xuân mắt cũng rất là vui luôn cả nhà. Con ơi, con thấy nhà con thích không? Thích. Muốn con ở trong nhà này nha. Trời ơi, thương quá. Thêm một cái vách nữa, đang được di chuyển tới cái ngôi nhà cả nhà. Số mắt không biết cái vắt này là vắt nào đây. Vắt này là vắt nào? À, vắt đằng trước đúng không? À, vắt buồng, dạ. À, có buồng luôn hả? Dạ, có buồng luôn. Quá dữ luôn. À, dạ. Có vắt buồng luôn nha cả nhà. Có
có nghĩa là có cái vách ngăn phòng á, cái vách ngăn phòng. Dạ, làm cho đẹp chú ha, cho bà con ở. Dạ. Cái vách phòng là nằm ngay cái cột đó luôn hả chú? À, ngay cột đó luôn. Cái này ở đằng trước. Dạ. Một cái vách đằng trước này cả nhà, một cái vách ở cái đà này này. Có cửa sổ. Có cửa sổ, dạ. Bên đây thì làm cái cửa chính. Một cái cửa chính, một cái cửa sổ. Ra vô. Một cái vách ngăn phòng. Quá đẹp luôn. Cái gì vậy? Đụng được cái gì tới tay rồi? Tôn lắm, bén lắm ấy, cẩn thận chú. Khi mà thi công ở cái điều kiện gió lớn như thế này thì nó cũng rất là nguy hiểm cả nhà. Khoan, để tôi vô. Đưa trong giỏ, trong giỏ luôn, bắn. Coi chừng gió trượt nha, nguy hiểm. Từ từ. Đúng rồi, tôm thẳng, từ từ, không có gì vội. Cẩn thận. Gió nguy hiểm quá cả nhà ơi, sợ quá. Bác thợ bây giờ bác phải nằm dài ra, bác chặn gió nha, rất là nguy hiểm. Ôi. Tụi con đi vô nhà. Ở đây nguy hiểm, đi vô nhà hết đi. Đi vô trong nhà, không có đi ra ngoài này. Cả nhà thân thương, ngay phía trước mặt cả nhà đang xem qua màn ảnh nhỏ, đó là cái ngôi nhà tình thương dựng lên cho bà con miền núi. Xuân Mắc được sự đồng hành của em Quang Tùng cũng như là các anh chị Mạnh Thường Quân của nhóm thiện nguyện Quang Tùng hỗ trợ hai căn nhà cho bà con người đồng bào Rắc Lai miền núi. Cảm ơn tấm lòng vàng của các anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn em Quang Tùng rất là nhiều luôn, đã làm nhịp cầu nối cho kênh của anh có cái cơ hội, kênh của Xuân Mắc có cái cơ hội được trao những cái căn nhà yêu thương như thế này gửi đến bà con khó khăn miền núi. Và bây giờ Xuân Mắc mời cả nhà đi vào trong xem qua nha. Cái mặt dựng phía trước là cái mặt trước của căn nhà, có cửa sổ luôn nha cả nhà. Rồi tiếp tục một tấm tôn nữa được đưa lên trên nha. Bây giờ Smart sẽ đi vào trong để quay chia sẻ đến cả nhà nhé. Đó, cái mặt này á là cái cửa sổ này cả nhà. Đây là cái cửa sổ đó, ha. Đây là cái vách phía trước.
và đây là cái không gian cái căn phòng đó, không gian phòng khách nha cả nhà, số mắc gọi là không gian phòng khách nha. Rồi ở bên trên đó, gió sẽ lùa vào bên trên nha, rất là mát luôn cả nhà ơi. Và bên đây là cái căn phòng thứ hai, rất là rộng luôn cả nhà, với diện tích ngang 4m và chiều dài lên tới 8m thì cái căn nhà dựng lên cho bà con nó sẽ rất là rộng rãi cả nhà. Một tấm tôn, hai tấm tôn, ba tấm tôn, như vậy là 4m sẽ là 4 tấm tôn nha cả nhà, 4m sẽ là 4 tấm tôn. Nhà rất là đẹp luôn. Nền rất là cao ráo luôn cả nhà. Này là khỏi sợ con gì vô luôn chú ha. Khỏi sợ con gì vô luôn. Kín mít. Dạ, chèn gạch vô là kín mít hết. Cái phòng bên này thì đang lấy cái mặt bằng nha cả nhà. Đó. Bên dưới là sẽ có gạch này. Rất là rộng rãi luôn. Căn nhà quá đẹp cả nhà. Căn phòng của căn nhà bên này là hoàn tất rồi nè cả nhà. Đó, lát gạch nền rất là cao, rất là đẹp cho bà con luôn. Để bây giờ nó chưa có cứng cái nền đó cả nhà. Khi nào mà cứng cái nền đó thì gia đình sẽ vào lau cái nền cho nó sạch sẽ ha. Cho nó cứng cáp. Để cho nó cứng rồi lau, rồi vào ở thôi cả nhà. Rất là rộng rãi và rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Đây mấy bác thợ đang nấu trưa, ăn trưa. Đội thợ đây là ăn chay luôn nha cả nhà. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, các bác thợ tự nấu ăn luôn. Còn cái phòng bên này cũng đã lát nền sạch sẽ hết rồi nè. Vào cái căn nhà như thế này nó rất là thoáng cả nhà. Rất là thoáng và rất là dễ chịu luôn. Phía trước là có sân luôn nha. Đó. Đó, có bình trà của mấy bác thợ xíu để lại cho bà con luôn uống. Đó, sân rất là rộng luôn nha. Đây cái sân này như thế này á, các bé nhỏ ngồi chơi. Sạch sẽ thoáng mát cả nhà. Rồi bây giờ số mát sẽ đi lùi ra. Quay cho cả nhà xem cái căn nhà nha. Đó, cửa sổ này. Rồi bên trên có cái lam thông gió này. Đó, rất là đẹp luôn. Coi như là cái căn này đã hoàn tất rồi này. Đã xong rồi nha cả nhà. Còn cái căn bên kia, lát nền nữa là xong. Chương trình thì sáng thứ tư. Số mắc sẽ bàn giao hai cái căn nhà này cho gia đình. Như vậy là số mắc cùng các anh em cũng đã hoàn thành hai căn nhà mơ ước, hai căn nhà tình thương cho bà con miền núi, hộ gia đình đông con và rất là nhiều các bé nhỏ.
họ khi mà nhìn thấy hai cái căn nhà được dựng lên như thế này, họ rất là vui, rất là xúc động và họ đã khóc rồi cả nhà. Có những giọt nước mắt và nhiều khi vui quá rồi đâm bệnh luôn. Cô bệnh rồi hai chị em cũng bệnh, các cháu nhỏ cũng bệnh luôn. Và cái điều rất là vui đó là các bé rất là có cái tinh thần tự giác và có cái tinh thần có cái sự lao động rất là tuyệt vời. Các bé rất là nhỏ thôi cả nhà, mới có hơn 1 tuổi, 2-3 tuổi thôi đã đi ra xách nước, tự giác đi ra xách nước phụ với các bác thợ để mà chăm chút cho hai căn nhà. Phải nói là rất là thương các em nhỏ. Xuân Bắc cảm ơn các anh chị, cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều luôn, đã yêu thương kênh của Xuân Bắc này, cũng như là mở tấm lòng vàng hỗ trợ cho bà con khó khăn miền núi. Phải nói là khi mà Xuân Bắc về đây làm chương trình, bà con rất là khổ cả nhà, có nhiều hoàn cảnh phải nói là rất là thương luôn. Đặc biệt là cái hộ gia đình này có rất là nhiều các bé nhỏ, thì Xuân Bắc cũng đã trao đổi với gia đình và em gái cũng như là em ái cũng đã hứa với kênh là sẽ kế hoạch hóa lại để nuôi các em nhỏ tốt hơn. Xuân Bắc nghe như vậy cũng rất là mừng. Cũng mong là cái cuộc sống của gia đình sẽ được cải thiện và các em nhỏ sẽ có cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn cả nhà yêu thương rất là nhiều. Còn bây giờ thì Xuân Bắc xin phép được kết thúc video. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà ở những video tiếp theo nha. Cả nhà xem video yêu thương kênh của Xuân Bắc nhớ đăng ký để theo dõi những video mới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Tạm biệt cả nhà.